Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trúc kính mời quý vị theo dõi phóng sự họp mặt xuân của Hội Sài Gòn Gia Đình do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã có một đêm hội ngộ 2019 với chủ đề Nắng Ấm Miền Nam tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia vào ngày Chủ nhật 24 tháng 3. Chủ nhật đầu tiên của mùa xuân 2019, khí trời thật ấm áp, những cây chung quanh vùng đã nở rộ, những loại hoa màu hồng phấn, hoa màu trắng và những hoa thủy tiên màu vàng daffodil cũng cùng nhau khoe sắc. Để duy trì hình ảnh của thủ đô Sài Gòn của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa, tập hợp cả ba miền Nam Trung Bắc và chia sẻ tâm tình, tạo tình tương thân tương trợ giữa người đồng hương. Và vào ngày Chủ nhật 24 tháng 3 vừa qua tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia, đêm dạ tiệc dạ vũ tân niên hội ngộ 2019 đã được tổ chức. Thật vui nhộn, ấm cúng vì đã có hơn 300 quý đồng hương, quý thân hữu, quý hội đoàn và những hội viên và gia đình của Hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Đình đến tham dự. Đặc biệt có sự hiện diện của cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh và phu nhân. Ông cũng là cố vấn của hội. Đồng thời cũng có sự hiện diện của bà cảnh sát trưởng quận hạt Fairfax và phu quân Stacy Kincaid, cùng những quan khách đến từ New York, Richmond, Delaware, Virginia Beach vì những chân tình dành cho hội. Ông hội trưởng Nguyễn Vĩnh Hưng đã chia sẻ về những hoạt động và cũng như rất cảm kích và ghi ơn lòng quý mến của mọi người. Ông nói người Sài Gòn Gia Đình có câu, nếu mình là dân Sài Gòn Gia Đình thì dù có bôn ba góc biển phương trời nào, mình cũng vẫn là người Sài Gòn Gia Đình và rất tự hào là người Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay thì chúng tôi đã hoạt động được 3 năm và khởi đầu là chúng tôi có 17 người đứng ra thành lập hội này và đến nay 3 năm sau thì hiện tại chúng tôi có 181 thành viên hoạt động rất là hữu hiệu với tất cả những sinh hoạt về giáo dục, văn hóa và xã hội cho vùng Hoa Thịnh Đốn. Nhân dịp đây thì chúng tôi cũng xin thông báo dùm cho đồng hương của quận Fairfax. Hôm nay có sự hiện diện của bà Sheriff Kincaid là bà nữ sheriff đầu tiên của quận Fairfax. Bà đang vận động để tái ứng cử và xin đồng hương ủng hộ cho bà vì bà có rất nhiều chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và nhất là quận Fairfax. Chủ đề của chương trình văn nghệ là Nắng Đẹp Miền Nam đã đem đến cho mọi người nghe được những bài nhạc trữ tình, những bài nhạc đậm tình quê hương và một đoạn ngắn của cải lương. Đây là ban cổ nhạc quê hương, thì mấy anh chị em tập cái tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga này đã 4 tháng rồi đó. Thì tối nay thì mọi người sẽ thấy là cái nền cổ nhạc được các em trẻ, còn một số em khác nữa sẽ đến đây rồi có đủ hạng tuổi hết đến để làm thành cái tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga. Em cũng tập dượt chung với mấy anh chị này cũng nhiều tháng cái tuồng cải lương này rồi, chích đoạn này rồi, cho nên em cũng gắng cố gắng, em cũng thích lắm. Mình ở bên đoàn ca múa Tuổi Vàng và bên này thiếu lính thì mượn qua làm lính. Nhóm chúng tôi hôm nay nghe tin có Hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Đình, thành ra chúng tôi có 11 người lên đây để cùng chung vui với lại Hội Ái Hữu. Anh em của chúng tôi đến từ cộng đồng Central Vĩ Nhà đến đây để mà yểm trợ cái Hội Sài Gòn Gia Đình để chúng ta thắt chặt được cái gọi là cái tình đoàn kết và một lòng đấu tranh cho quê hương, cho tổ quốc chúng ta. Kim Cang là sống ở Sài Gòn, Kim Cang cũng đã từng đi đến Lăng Ông Bà Chiểu. Những ngày năm mới, tất cả mọi người đều cầu nguyện Phật ban muôn hồng ân
sức khỏe dồi dào và vạn sự may mắn như hoa sen của Phật Thích Ca. So this is truly a wonderful banquet to attend. We've attended, I believe, every year since it's been happening. So I would like to wish everyone a happy third Saigon Yadin or Yadin Saigon anniversary. Well, the wonderful thing about coming to these events is that this community has embraced her and I like we're a family. And it's truly amazing to come here and feel like that for people we didn't know before and we're now learning to know. So we truly are becoming part of the fabric of this community and we enjoy it thoroughly. Đêm hội ngộ kết thúc sau 11 giờ tối và hội ái hữu Sài Gòn gia đình xin hẹn gặp nhau vào buổi sinh hoạt ngoài trời vào mùa hè năm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự tiệc hội ngộ 2019 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình tại thành phố Fortress, Virginia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbgn.tv. Thanh Trúc kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui cùng gia đình. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội Quán Âm lần thứ 2 và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại chùa Giác Sơn, địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Chương trình ngày thứ bảy 30 tháng 3, 9 giờ 30 sáng, khóa tu tuổi trẻ từ 6 tuổi tới 26 tuổi. 5 giờ 30 chiều, lễ quy y Tam Bảo. 7 giờ chiều, đêm đạo ca, thắp nến, cầu nguyện. 9 giờ 30 tối, chỉ tịnh. Chương trình ngày Chủ nhật 31 tháng 3, 8 giờ 30 sáng, trị tụng Đại Bi Thần Chú. 10 giờ 30 sáng, giao lưu Phật Pháp, chủ đề Đạo Phật với cuộc đời. 12 giờ trưa, trai tăng cúng dường và thọ trai. 3 giờ chiều, khai mạc lễ hội Quán Âm lần 2. 4 giờ 30 chiều, hội chợ ẩm thực chay và ca nhạc. 9 giờ tối, hoàn mãn. Đặc biệt có khách mời sư cô Thích Nữ Liên Hoa và sư cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Giác Sơn. Email giacsontemple@gmail.com. Điện thoại số 240-360-7454.